Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Anh Trụng Vision. Đây là bản tin cuối cùng của tháng 8, ngày 31 tháng 8 năm 2024, tức là về chiến địa, tức là chúng ta có hai cái video nữa thôi. Đó là những ngày cuối tuần, cũng là chuẩn bị lễ 2 tháng 9 tại Việt Nam. Có lẽ các bạn đã nghỉ được nhiều. Chúc tất cả quý vị sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc với gia đình. Còn cái chiến sự thì nó bên này nó chả có liên quan gì đến cái lễ quốc khánh độc lập của chúng ta cả. Thì chúng ta vẫn ở nhà, thì chúng ta có thời gian chúng ta xem nhiều hơn, đọc nhiều hơn. Còn ngày hôm qua và ngày hôm kia thì tôi có hai cái bản tin video số 2. Thứ hai trong ngày không thực hiện được, bởi vì tôi cũng đang bận có một số việc nữa, cho nên là cái giờ đó thì nó lại đối với chúng ta thì nó là cái giờ bình thường, nhưng mà đối với tôi thì nó là cái giờ rất là khó đấy, cho nên là tạm thời là bỏ hai cái video đấy. Rất là cáo lỗi quý vị và các bạn. Nhiều bạn cứ hỏi là cái tập 1419 sau công ty Pháp mà lại có 1420, thì cái 1420 thì là nó là khuya. Thì cái này đó là cái chương trình nó đặc biệt hơn, cho nên là tôi thường tôi bố trí vào nó có bất cứ giờ nào cũng được. Sau đó tôi hẹn giờ để cho nó phát lên thôi. Thế còn cái mấy cái kia thì gần như thu trực tiếp, thì nó vào lúc khoảng 2-3 giờ sáng thì nó cũng rất là bất tiện. Cho nên là tôi cũng sẽ có cái cách khắc phục sau, hoặc là có thể điều chỉnh lại cái giờ nào đó. Tại vì rất nhiều bạn nói rằng là giờ nào cũng được, miễn là có lên sóng là được. Thì rất cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta vào chính sự, thì chúng ta điểm sơ thì chúng ta thấy có vẻ là súng xanh súng đỏ có cả. Thế súng đỏ thì khu vực này thì chắc chắn nó là Pokrovsk rồi. Khu vực này là khu vực đang hot nhất hiện nay, có thể là nó quyết định cái cục diện của chiến trường trong cái thời gian này, nó có lẽ là trong tháng 9. Và chúng ta biết rằng là theo Zelensky câu giờ là cố gắng là đến tháng 11, tức là đầu tháng 11 là bên Mỹ là họ bầu cử. Thì tôi không hiểu là một quốc gia bây giờ sống coi như bằng cái kiểu như là hơi thở chính trị của một nước khác. Đấy. Chưa nói là cái vật chất là bom súng đạn các loại cũng là của nước khác. Đấy. Thậm chí là tài chính kinh tế tiền tệ thì cũng là từ các nước khác. Thì làm sao mà bảo là chọi với Nga được? Cho nên nhiều người cứ bảo tại sao mà Nga to đùng như thế mà lại đánh cái thằng bé tí tẹo như Ukraine mà không thắng. Thì xem lại các đầu của bạn, chứ không phải là xem lại cái Zelensky thì nó biết tại sao đấy. Nhưng mà những người mà ủng hộ Zelensky thì tôi lại không hiểu tại sao họ lại không hiểu. Không hiểu. Nói mãi mà cũng không hiểu. Thậm chí là có những người còn nói là Putin là coi như là, xin lỗi, là coi như đang đập đầu vào đá. Bên kia nó mạnh như thế, nó có Mỹ và cả mấy chục nước, thế là nó cứ bơm tiền, bơm súng, bơm đạn, bơm đủ thứ, cả tinh thần, vật chất, chính trị. Đấy. Trả tiền trả cho những người hưu, vân vân và vân vân. Thế mà coi như mà ông Putin cứ thế là coi như chiến. Nhưng mà về ngược lại phía bên này thì người ta lại nghĩ khác. Ông Putin ông đại diện cho gần như là toàn thế giới để cương với cái đám đơn cực này. Thiệt hại, tổn thất thì chắc chắn một mình Nga chịu. Nhưng nếu được thì cả thế giới được. Thế thì bây giờ đã không có hỗ trợ về vật chất. Đấy. Thì ít nhất anh cũng phải hỗ trợ về tinh thần. Chứ còn bây giờ mình cứ nói là cứ đánh không được rồi coi như là thua rồi bé tí tẹo cái dẻo tí thế này mà coi mấy năm chả lấy được và vân vân và vân vân. Đến khi mà nó thổi một cái thì nó ra tới sông Dnipro đây, thì lúc đấy lại bắt đầu lại vào ồ giỏi tài năng rồi nọ kia. Không Mục tiêu cũng chả cần ai khen tài năng. Riêng ông biết ông là ai, thậm chí những người đã khuất người ta còn nói là sẽ giẫm cái tên Putin, Vladimir lên nữa cả. Cho nên là cái để mà đi qua cái sức ép này nó cũng không đơn giản, nhưng mà đối với những người mà quân tử và những người người ta đã hiểu thời cuộc ấy, thì người ta thấy là chuyện đấy bình thường. Cũng chả có gì mà ghê gớm, chẳng qua là bên kia nó tung hê lên. Bên Nga thì có một cái gọi là cái máy phát thôi, thì bên kia nó 40-50 cái máy phát. Thậm chí nó đẻ ra các loại báo lá cải rồi các cái loại mà ra rả đài tự do vân vân, nó cứ phát 24/7 như thế, thì nhiều người lại ngộ nhận bảo là truyền thông của Nga yếu kém, bên phương Tây nó mạnh, nó nhanh. Không phải, nó nói phép, tôi nói thật, nói phép bao giờ nó cũng dễ, nó khoác lác cái tân bốc, kiểu như là nó gọi là nhà gần kho đạn cho nên là nổ banh xác, cả nói phép thì ai chả nói được.
nói những cái điều không khó ra chả nói, còn nói những cái điều mà có thì nó mới khó, chứ còn những điều mà người ta làm được với họ. Cho nên là bây giờ là, nhưng mà rõ ràng là Nga cũng cũng có những cái hạn chế nhất định, rõ ràng là cũng là cũng 70 năm rồi, 70-80 năm rồi, bây giờ mới đánh nhau thực địa luôn, giáp la cà luôn, bom rơi đạn nổ luôn, thì người ta kinh nghiệm hơn nhiều cái bọn Pháp, bọn Anh, bọn Mỹ thì còn đánh đấm gì, thì coi như toàn là để cái quân chư hầu với cái quân như ở Việt Nam là Ngụy đánh là Afghanistan hay là ở đâu thế, chứ còn thực chất mà quân Mỹ đánh thì cũng có ra gì đâu. Cho nên là nhiều người cứ ngộ nhận thì cứ bảo cứ chơi với ông Nga là nghèo, chơi với ông Nga là khổ, bây giờ nó cấm vận kiểu thế mà. Bây giờ một cái lệnh cấm vận không là về về cái tài chính không là đủ đủ mệt mỏi rồi, bây giờ nó mới 20.000 cái lệnh cấm vận như vậy. Và bây giờ nó bắt luôn những thằng nào mà chơi với Nga là nó bắt luôn, nó phạt luôn. Đấy, ông Trung Quốc thì bây giờ ông nhân cơ hội đấy thì ông bảo là thôi thôi tôi cũng sợ quá, bây giờ nó phạt đến cấp 1, cấp 2 gì đấy rồi là coi như là thứ cấp đấy, gọi là thứ cấp đấy. Không cho Nga bán dầu, nhưng mà bây giờ thằng nào mua dầu cũng bắt, cũng phạt. Cảng nào mà cho cái tàu dầu vào đâu nó ấy và cũng phạt. Tức là nó chơi kiểu như vậy mà người ta đến bây giờ người ta vẫn kiên cường, vẫn không không có vấn đề gì. Đấy, rõ ràng là nó cũng có những cái ảnh hưởng. Nhưng mà bảo là cái cuộc chiến này là cuộc chiến cuối cùng rồi. Nếu mà Putin và nước Nga không giải quyết được cái vụ này thì thế giới lại tiếp tục lại chìm đắm thôi, như mấy trăm năm từ khi có Mỹ ra đời. Kể cả từ khi Mỹ chưa ra đời, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ, Hà Lan, nó Đức nó đầy ở châu Phi, đầy ở châu Mỹ, kể cả châu Á. Nó Đông Dương của chúng ta thì phát xít Nhật, phát xít thực dân Pháp, rồi kể cả Anh, rồi đủ thứ, rồi coi như khắp nơi trên thế giới, chứ thế là triền miên, coi như gọi là đêm trường nô lệ mấy trăm năm. Bây giờ có người đứng cao, chứ giơ cao gọi là ngọn cờ, tức là không phải là giải phóng dân tộc, mà bây giờ giải phóng thế giới khỏi coi như là cái xiềng xích của cái bọn phương Tây, thì ủng hộ đấy chứ. Bây giờ một mình người ta cương như thế, người ta gọi là đối đầu, coi như là có thể nói là cũng rất là khó đỡ trên tất cả các mặt trận, kinh tế, chính trị, ngoại giao, rồi bây giờ cả lương thực, rồi cảng biển, rồi tàu chiến, rồi quân sự, rồi nó đánh cả coi như là phía trên Bắc Cực, cả phía bên phía Đông là nó cứ dập dàn dập dành, rồi cả cái biển Baltic cũng dập dàn dập dành, rồi cái biển Đen cũng dập dàn dập dành, toàn bộ cái hệ thống coi như là cái biên giới ở phía Tây là cũng là dập dàn dập dành. Bây giờ bắt đầu đó là cứ leo thang, thì cái kênh trước chúng ta nói rồi, nó cứ leo thang mãi. Rồi cứ lằn ranh nòi, bước qua lằn ranh, cứ bước qua, mà bước qua, trước khi bước qua thì bắt đầu nó cứ xô với thằng đàn em đi trước, xô thằng Ukraine trước, sau đó xô mấy cái thằng con chư hầu tiếp, thì bắt đầu nó cứ bước chân vào. Đấy, mà bây giờ mà tôi nó mong bước chân vào luôn, rồi làm cho một trận ra nhà EU khoai luôn, chứ còn cứ rèn giữ với đánh trộm với lại cứ cẩn tắc quá. Cứ vào đi chứ, gọi là hào hớn, bây giờ là nhất thế giới đây, vũ ngực nhất thế giới đây, cộng một đống cái đàn em nữa. Hội đồng Bảo an thì bây giờ cứ bỏ phiếu của thế nào mà trả đại đa số. Có 5, 5, 5 ông thì hết 3 ông của bên đó rồi. Rồi tất cả các nước mà trong cái hội đồng Bảo an mà gọi là không liên kết, gọi là xin lỗi là không không thường trực đấy, thì coi như là 10 nước đấy thì nó cũng đều bị o ép hết. Nên là đều bị o ép, đều nếu bỏ phiếu thì chỉ có thua. Cho nên bây giờ phải thay đổi thôi. Bây giờ là cái việc này nó việc nó quá lớn rồi, mà chúng ta thấy là không chỉ nước Nga hiện nay là đang có thể nói gọi là suy yếu so với trước đây, rõ ràng là có suy yếu về mặt quân sự, cũng mất đi cũng khá nhiều rồi, về kinh tế thì nói chung là cầm cự thế là giỏi lắm rồi, thì thay vì phát triển lên tới đâu rồi thì bây giờ cứ cầm cự như thế là tốt lắm rồi. Về chính trị thì nói kiểu gì nói, với các cái loa mõm mà nó phát cỡ đó thì rõ ràng là về uy tín chính trị của Nga có phần nào bị giảm sút với những cái nước mà nó không hiểu biết. Bằng chứng là coi như bỏ phiếu tại các cái cuộc họp quốc tế thì thông thường là nó chống Nga, như thế là như gọi là chính trị. Nhưng mà nếu mà Nga thắng thì tôi nói là đẩy tất cả nó theo. Bây giờ là đang chống với phương Tây thì là các nước còn do dự. Đấy, thì với lại xưa nay nó là như vậy rồi, rập khuôn như vậy rồi thì là bỏ phiếu nó cứ thế thôi. Nhưng mà nếu mà Nga thắng cái đám bầy đàn này thì rõ ràng là bây giờ là
Nó gọi là thành lập trật tự thế giới mới. Ít nhất là phải hai cực hoặc ba cực hoặc nhiều hơn, chứ không thể một cực được. Bây giờ xem, bây giờ có như hai bên là bên nào là chớp mắt trước, hai bên đang trừng nhau đây, nhìn trừng trừng với nhau đây, ai chớp mắt trước. Thì Elon Musk là coi như người tỷ phú giàu nhất thế giới, là coi như chủ của mạng xã hội X, tức là Twitter, rồi Tesla, rồi SpaceX, rồi đủ thứ hết, giàu nhất thế giới, gọi đã cũng là tiên đoán là nước Mỹ đang bờ vực sụp đổ. Hơn hết những nhà kinh tế, những doanh nhân đấy nó nói là chỉ có đúng, còn các nhà chính trị thì chỉ là bưng bít thôi, chỉ là nói phét thôi. Chính trị nó gọi, xin lỗi, nó là một con đĩ, nói kiểu gì cũng được, ai cũng được, nên chả tin được chính trị thì thế rồi. Chúng ta cứ nhìn vào cái chính trị trong nước chúng ta cũng biết rồi, một vị chủ tịch nước là coi như là ngời ngời như thế, trẻ như thế, là coi như là bây giờ thấy bây giờ mà phanh phui ra thì cũng quá vĩ đại, mặc trong quả kép quá khủng khiếp. Thế cho nên cái chính trị nó là như vậy. Thế thì bây giờ là Mỹ thì bây giờ nếu có sụp đổ là sụp đổ cái gì? Anh sụp đổ cái đầu tiên là thấy rõ rồi, đó là uy tín. Nói ai cũng sợ, bây giờ nó sợ nó nghe thôi, chứ nó cũng chả phải là nó tâm phục khẩu phục. Chả có nước nào tâm phục khẩu phục, kể cả các nước bây giờ là đang bám đuôi gọi là liên minh châu Âu hoặc là liên minh của phương Tây, kể cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, New Zealand, Israel. Nhiều bạn nói đúng, bây giờ chỉ có ba cái đám đấy, cứ chặt Anh, Pháp, Mỹ với lại Nhật gì đó là coi như thế giới bình yên, Israel là thế giới bình yên. Chả bây giờ mà tự nhiên là Nga để đem quân đi đánh ai? Bây giờ là Ukraine nó còn đánh Nga được, thì Nga đánh Ukraine là chuyện bình thường, đây là hai nước của người ta là một, nội chiến. Chẳng qua phương Tây bây giờ nó cắt ra, nó chia cái thế giới ra theo kiểu như thế này. Chia thế giới tức là sau từ năm 90, tức là trật tự thế giới như thế này, là coi như là đối với Mỹ và phương Tây coi đây là an bài. Đây là một cái mô hình chuẩn nhất của cái gọi là về ranh giới. Nhưng mà đã thế mà họ vẫn chưa chịu mà. Là bây giờ phải thọc ông Nga, làm cho nó suy yếu và cho nó coi như là bay ra khỏi bản đồ thế giới. Mà một cái nước mà nó lớn nhất thế giới mà nó bay ra khỏi thế giới thì các nước còn lại là cái gì? Ngoài cái nước Nga, người ta hơn 17 triệu km vuông, trong khi là Mỹ là 9 triệu, ông Canada 9 triệu, ông Trung Quốc 9 triệu, nếu Brazil thì 7 triệu, ông Úc là coi như 5-6 triệu gì đấy, rồi ông Ả Rập Xê Út gì đấy thì cũng 2 triệu, rồi ông Ấn Độ là mấy triệu đấy. Thì đấy gì đâu. Đây, Ấn Độ đây, Ả Rập Xê Út đây. Đây, người ta to như thế này mà đòi coi như là xóa sổ thì không biết xóa là xóa cái gì. Chúng ta có nhiều từ, chúng ta nói nhiều rồi, bằng trí tưởng tượng. Tiềm lực nó mạnh như thế, bây giờ nó cất giấu, bây giờ nó nổ một phát ở đây thì xung quanh, tôi nói ví dụ bán kính ở đây là phóng xạ là chết hết, thì nó ở đây thì nó đâu chết được. Chỉ cần nói thế thôi chứ chả cần nói nhiều. Cho nên là bây giờ hơn ai hết là coi như Mỹ và các nước phương Tây là muốn là cô lập Nga, mà thậm chí xin lỗi là chỉ có Mỹ và Anh thôi, các nước khác là chỉ ăn theo thôi. Đức cũng muốn làm ăn lắm nhưng mà cũng, bây giờ nó nằm trong cái cuồng này chả làm được. Bây giờ lại nghe nói Ukraine là coi như là các quan thầy bố nên các thứ là coi như là trang thiết bị đầy đủ hết, chỉ có cho một thằng Ukraine là phá cái ống dẫn khí là coi như Nord Stream 1, Nord Stream 2. Đức bảo bây giờ mày kiểu này là mày sẽ liệu hồn tao, rồi sau cái cụ kiến này là mày sẽ biết tao là ai. Đức bây giờ bắt đầu đã đang nạp nộ Canada rồi, nó bỏ bao nhiêu tiền ra. Bây giờ đâu phải cứ chơi là cứ một thằng bỏ ra cho nó mất là mày chịu đâu, thằng nào cũng bỏ ra hết. Rồi bây giờ cái Siberia 1, Siberia 2 này là coi như là đi vào Trung Quốc này, Nga và Trung Quốc này, đi qua Mông Cổ. Bây giờ cái Siberia 2 là bây giờ ông Mông Cổ bắt đầu nói ngược nói xuôi này. Mà ông Mông Cổ này nói ngược nói xuôi thì chẳng qua là do ông này kích động rồi. Thế bây giờ nếu mà dừng cái này là Nga rất là khó này. 50 tỷ mét khối một năm, 50 đến 55 tỷ. Nó gọi là Power Siberia 2 chứ quên. Còn cái 1 thì vận hành rồi. Cái 1 vận hành rồi. Cho nên cái anh Trung Quốc này với lại Nga thì nó gọi là đồng minh thì không đúng đồng minh đâu. Gọi là đang bạn thì gần đây trước mắt là bạn, bạn thì có thể là bạn tốt bạn xấu, bạn cũng có thể là có một thời gian rồi, hoặc là có thể là bạn bè. Chứ còn nếu mà là đồng minh là chí cốt thì không có.
Ngay Việt Nam chúng ta bây giờ nói là coi như là phụ thuộc vào một trong các cái ông lớn này cũng không bao giờ chịu phụ thuộc, chơi với tất cả mà không chịu phụ thuộc một riêng ai hết, tôi là tôi không có thuộc với ai hết. Chứ vừa rồi chúng ta lại nghe cái vụ Cam Ranh Trung Quốc là coi như là coi như là, ông tưởng đâu là ông Tô Lâm đi qua đấy là coi như là giống như là thỏ non để mà qua qua kiểu như là triều đình ngày xưa, nó cứ là mỗi lần mà có cái, ấy là qua cống nạp hoặc qua chào đấy xã giao. Đây là coi như qua, thứ nhất đây tôi bận lắm, tôi nhiều việc lắm, bây giờ tôi tranh thủ coi như là rảnh rỗi tôi qua để cho nó có cái gì thì nói luôn đi. Mà thuê cả Cam Ranh ông Nga cũng ngon như thế còn chưa cho nữa, Trung Quốc là cửa chỉ, nhưng mà cũng chơi bụng cái ngay coi vỗ vỗ đầu ngay những cái lúc mà ông này gọi dạng như gọi là tức là gọi là tân mới này, cho nên xin lỗi dùng cái từ nó cũng không chính xác lắm, nên là không biết gì thì tranh thủ nói không biết đâu lại được. Nhưng mà gặp Tô Lâm thì đâu phải, ông cũng trong lực lượng vũ trang hơn bao giờ hết, ông biết cái chuyện đấy hơn bao giờ hết, là ông là coi như nằm lòng cái chuyện này rồi, làm gì có chuyện đấy, vỗ mặt lại ngay không có đâu. Ông tưởng nói chuyện gì chứ, nó qua nói thăm nhau bắt tay vui vẻ thì thôi, chứ ông mà bảo giống như là dân nước tôi cho ông thì làm sao ai nghe được. Mỹ cũng thèm Cam Ranh lắm, Nga cũng thèm Cam Ranh lắm, mà bây giờ nó gọi là châu Á Thái Bình Dương thì rõ ràng là cái Cam Ranh nó vừa là châu Á nó vừa là Thái Bình Dương, nó chiến lược quá, lấy đâu ra lại mơ giữa ban ngày. Đây thì chúng ta biết đây là chúng ta cứ nói ngoài lề thì các bạn nha, nhiều bạn thích nói ngoài lề mà lâu lắm tôi không có thời gian tôi nói chuyện ngoài lề. Đây Thái Bình Dương, đây Ấn Độ Dương, thông qua cái eo biển Malacca đấy, là qua mà qua thì là coi như là chỗ Singapore là bắt đầu đi lên này, lên các nước phát triển lên này thôi, chứ Trung Quốc này, Đài Loan này, Nhật Bản này, Hàn Quốc này, Trung Quốc thì không nói rồi đương nhiên rồi, rồi Nga này, Vladivostok này, rồi Triều Tiên này ví dụ này, chứ còn ở dưới này toàn đảo đảo của ông, mấy ông Indo thì là của ông một ông thôi, mà trong cái đó đi zig zag là coi như vạn đảo thì chúng ta biết là đi làm gì cái đường đấy là đi đường này. Thế thì công Việt Nam đây thì rõ ràng là coi như là đây nó gọi là lưỡi bò, cái gọi là lưỡi bò đây đấy, nó chiếm là coi như không biết bao nhiêu là coi như là cái coi như là đi đi qua cái khu vực của Việt Nam, mà đi qua cái tiệm gần nhất là nhô ra nhất của Việt Nam thì đó chính là Nha Trang, Phú Yên đấy, Phú Khánh thì nhô ra biển nhất, thì coi như ông càng nhô ra mà cái cảng lại cảng quá là coi như là nó gọi là tiêu chuẩn một cái cảng quân sự có thể nói tốt nhất thế giới hiện nay đấy, chúng ta cũng không dám nói là tốt nhất nhưng mà một trong những cảng tốt nhất thế giới hiện nay, nhưng mà vì nó đang nằm trong cái vị trí chiến lược như thế cho nên là đó ai cũng dòm ngó, và Việt Nam chúng ta nằm ở cái địa thế có thể nói là nó cũng không có tốt. Nhưng mà đấy là với cái với con mắt của cái bọn nhắm nhà, nó muốn nhai, muốn bóp, muốn xâm lược, muốn coi như là chiếm, hoặc là nó muốn theo nó để nó tận dụng cái địa thế của Việt Nam. Và nếu mà tất cả đất nước hòa bình thì cái chỗ Việt Nam đây là địa thế là quá tốt luôn, đắc địa. Cũng như là Singapore bây giờ là anh đi qua là anh phải đi qua nó, cho nên cảng biển của nó là các bạn nào mà đi Singapore mà trên mà nhìn xuống mà nhìn cái các cái bãi container của nó là giật mình, nó như cái như là cái thành phố như các nhà chọc trời cao tầng đấy, nó cũng là đắc địa đó là mình. Nhưng mà rõ ràng là thì bây giờ ông Ấn Độ đây, bây giờ chúng ta này đây là nằm ở bán đảo Trung Ấn đấy, Trung Quốc và Ấn Độ. Ấn Độ là ông to đùng của cái Ấn Độ chưa, nó lấy cái ấn một cái đại dương mà Ấn Độ là chiếm phần nhiều đấy thì nó gọi là Ấn Độ Dương, còn Thái Bình Dương thì nó là chi kỳ Thái Bình Dương thì nó khác, thì có thể ta nói thì nó nằm giữa hai châu Á và châu Mỹ à. Thế bây giờ là rõ ràng là hai ông này nó vừa càn cựa nhau cái chỗ biên giới đây à, vừa càn cựa nhau ở biển à. Thì ông Ấn Độ bây giờ chơi chơi với cái đám tứ giác kim cương là để cũng phong tỏa ông Trung Quốc à. Trung Quốc thì coi như là bây giờ là coi như là chơi Sri Lanka giống như bẫy nợ rồi, ông này là thôi toi rồi, rồi ông Miến Điện này, rồi ông Bangladesh này, rồi Pakistan này, các cái cảng này, thậm chí Iran nữa. Chơi tất cả các cảng, bây giờ định chơi luôn cái cảng Cam Ranh của Việt Nam nữa, thì anh quá khô. Nước nào dại dại chứ Việt Nam chả dại đâu. Dại đây là thứ nhất là không phải Việt Nam nó quá khôn mà nó quá hiểu cái dã tâm rồi. Nên chỉ cần mình nói mở mồm ra là biết mày là nghĩ gì trong đầu mày rồi.
Đấy, cho nên là Trung Quốc là bây giờ là coi như cái đường bộ đấy, thì đây đây chúng ta mới nói Siberia 1, Siberia 2 rồi. Bắt đầu anh đang chơi Kyrgyzstan, tức là Kyrgyzia đấy, rồi Tajikistan, rồi Kazakhstan là cái nước Trung Á, là có thể là sau này là nếu mà nó đây là cái bụng, cái tức là phía dưới của Nga này. Đấy. Thì nó cũng rất quan trọng, nếu mà chơi thậm chí là bây giờ Trung Quốc còn đang chơi vành đai con đường là coi như đi đi nào mà là đại khái là đừng đi qua Nga này cơ. Đấy, đi qua Nga thì lúc mới đi ra được, đi qua Azerbaijan thì vào châu Âu, hoặc nếu đi đường biển thì cũng là đi đi qua cũng Malacca đây, xong bắt đầu xuống thì chúng ta biết rồi là đi vào vịnh Ba Tư. Đấy, nếu mà không thì đi vào Hồng Hải, là đi qua vào địa Trung Hải lên lên châu Âu. Đấy. Đấy, còn nếu mà không thì đi xuống Đông Phi. Đấy. Hoặc là địa Trung Hải ra Tây Phi thì cũng đằng đó. Đấy. Còn không thì một đường là đi đi qua châu Mỹ. Thì vành đai con đường thì cái rõ ràng là anh bây giờ anh nếu mà này mình làm đi qua mà cho ông Nga thì ông Nga lợi, cho nên tốt nhất là né. Thì còn đi qua đây thì rõ ràng là ông phải đi, chúng ta thấy là phải chơi với các cái nước mà nó có cảng biển ở đây, thì tàu bè đi vào ăn hàng ăn hết, thì chưa nói là các cái trung tâm cảng biển này là toàn gián điệp Ấn Độ hết để theo dõi cái ông Ấn Độ này, cho nên Ấn Độ phải chơi với lại coi như là Nhật với lại Mỹ và Úc là coi như là tứ giác kim cương để phong tỏa cái Trung Quốc. Cho nên là nếu mà ai mà lấy được cái Cam Ranh này, ai mà làm chủ được cái Cam Ranh này thì coi như gần như là 80% cái Biển Đông là coi như là con muỗi bay qua là biết ngay là nó là đực cả cái. Đấy, cho nên là bây giờ là nó đủ thứ trên đời như vậy, cho nên là cái BRICS hiện nay chúng ta biết là trong cái bài hôm đúng rồi cái tối hôm rồi các bạn đang chưa xem cái tập 1420 các bạn xem nghe. À, tức là nói về cái BRICS hiện nay đồng tiền chung ra rất khó, Nga thì rất là ham hở mà là đồng tiền chung thật đấy, đại diện cho tất cả các nước sau này nữa chứ không phải chỉ có là 10 nước hiện tại hoặc là 5 nước sáng lập. Nhưng mà Trung Quốc là cứ khăng khăng là bây giờ riêng tôi đây là bây giờ là coi như là coi như là hơn tất cả các ông cộng lại, có 10 nước BRICS hiện nay thì về 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 cái có thể nói có cái sản phẩm mà Trung Quốc làm ra là lớn hơn, tức là tất cả các nước cộng lại. Thì hay nói cái khác là mỗi một nước là nhỏ đối với Trung Quốc. Ông chín nước cộng lại bằng chưa bằng tôi, chưa bằng các bạn nhé, chứ không phải là chín nước cộng lại mà bằng Trung Quốc đâu. Chưa bằng thì một ông thì không thể nói được gì với Trung Quốc rồi. Cho nên bây giờ là nếu không thì phải lấy tiền của tôi làm cái đồng tiền chung của cái BRICS, thì các nước BRICS không chịu được. Đặc biệt đâu Ấn Độ không chịu được. Nga thì hiện nay cũng đang gọi là cũng đang xài cái yuan đấy, nhân dân tệ đấy, nhưng mà chắc cũng trong tạm thời, chứ còn ông Putin thì ông là nghĩ ra cái BRICS này chứ ai nghĩ ra. Là phi đô ly hóa rồi, bây giờ để mà coi như không phụ thuộc vào đô la thì bây giờ lại phụ thuộc vào yuan, thì quá cha ăn ránh vào dưa gặp vào dừa, ông này khôn quá. Cho nên là bây giờ là cái khả năng là nếu mà cái này mà không hóa giải được là anh thua, là thua là bắt đầu là gặp ông Mỹ là nó chích chích ông Ấn Độ, cái nó bắt đầu nó phang nhau ở biên giới từ chỗ Pakistan rồi Kashmir rồi bên này chỗ là gọi gì đấy Paradise, là Paradise chứ không phải Bangladesh, các bạn là khác các bạn nhé. Có rất nhiều cái mà cái xung đột như vậy là bắt đầu là đùng đoàn với nhau, thế là chúng nó cãi nhau ngay, rã ngay. Cho nên là các cái vị mà phải hợp sức lại, thay vì hợp sức lại để mà chống còn chưa chắc là chống lại được. Cái đô la nó đã nằm ăn rễ ăn sâu vào tất cả các cái trung tâm tài chính của thế giới, tất cả các nước là thanh toán nó làm gần như là nó thành luật rồi. Mà vừa rồi là coi như Ả Rập Xê Út là coi như không chơi với đô la, tức là bán dầu từ nay thì không có liên quan đến đô la hết. Bán Mỹ thì bán đô la thôi. Nó dám cương như vậy, nó là từng đồng minh rất là thân cận của Mỹ mà dám cương như vậy, mà trong khi đó Trung Quốc thì là coi như ông lịnh cái lợi ích của ông và lợi ích về kinh tế này. Mà muốn kinh tế thì anh bây giờ anh cũng phải xin lỗi là anh cũng phải chơi chung, như anh một mình anh bán cho ai, bán cho quanh nước ông thì ông cần gì ông chơi với ai. Thế là ông nghĩ ông to quá, mà to thì xin lỗi là nếu mà chọn Mỹ và Trung Quốc thì có khi là chúng ta là có là nếu phải chọn thì có người đang vẫn có thể chọn Mỹ chứ không phải chọn Trung Quốc. Bởi Trung Quốc quá là coi như lúc nào muốn thôn tính là coi như kiểu như là coi như là phụ thuộc hoàn toàn. Còn Mỹ đó bây giờ thí dụ như chơi Ả Rập Xê Út nó không chơi nữa là không chơi. Bây giờ Iraq nó bảo cút là bây giờ cũng phải cút đấy. Niger nó bảo cút là phải cút đấy. Nhưng Trung Quốc mà nó bám vào rồi bây giờ là nó cho ăn hối lộ từ trên xuống dưới.
tất cả các cơ sở làm ăn toàn coi như toàn quốc là đều phụ thuộc đó hết. Thì bây giờ không chơi không được, cho nên nó nguy hiểm, cho nên là không nên chọn. Mà nếu mà tốt nhất là không chọn ai hết, kể cả Nga, Việt Nam, kể cả Nga, chứ đừng có nói Mỹ, Trung Quốc là hai cái đằng xâm lược. Nhưng mà Trung Quốc này nó quá nham hiểm luôn, cho nên là Việt Nam mà chúng ta lại núi lên núi, sông lên sông, chứ Mỹ thì nói là đánh cho Mỹ cút là nó cút, chứ còn Trung Quốc mà bây giờ nó đầy ở Việt Nam rồi, còn đặc khu đặc khiết 99 năm nữa cơ. Bây giờ người ta chỉ nói đơn thuần thôi, bây giờ nếu mà nó ngành khác nó đánh Việt Nam thì Việt Nam chết, nhôm nó đánh Việt Nam thì nhôm Việt Nam chết. Tôi nói nhiều khi cái cửa kính thôi, mà coi như tôi hỏi các thợ cửa kính mà bây giờ Trung Quốc với Đài Loan mà nó rút là coi như cái ngành nhôm kính cũng chết, tức là cái gì chết, nông sản cũng chết, cái gì chết, chứ nó phải chơi đó thôi, cái gì cũng là bị phụ thuộc hết. Thậm chí là bây giờ cũng làm cái đường sắt mà bây giờ muốn nhìn thằng A thằng B không dám nhìn, mà chơi với nó là chết, chết chắc luôn. Cứ cái gì đấy, cái Cát Linh Hà Đông hay là cho nó chết chắc luôn, vốn thì đội lên gấp đôi, còn 1-2 năm thì làm tới mười mấy năm, mà có được có là coi như hơn chục cây số, mà bây giờ nói làm cao tốc mà coi như là 1.500 cây xuyên suốt cả Việt Nam, mà đã làm mà nó không khai thông, tức là nó nhích chậm các cái tiến độ, nhích chậm có nghĩa là gì, có nghĩa là coi như là nó làm chậm sự phát triển đi thôi, chứ có gì đâu, không có gì lưu thông được thì làm sao phát triển. Tôi nói là cái Cát Linh với Hà Đông mà hồi đi nó cứ đi qua đấy là phải đi chậm lại, là thấy không ăn rồi. Thay vì người ta đi cái ào cái qua thì nên bây giờ là cứ vì cái công trình đó mà coi như cứ nhích trần, chưa nói các cái tác động về xã hội, về chính trị, về kinh tế, về đồng tiền thì rõ ràng là thôi vứt rồi, thua rồi. Thì công nghệ chưa dám nói là coi như là nó đưa công nghệ tốt. Đồng ý là coi như công nghệ về Trung Quốc tôi thừa nhận nó ok, nhưng mà chơi này là bởi vì là nó cũng giống như Mỹ mà coi như là muốn làm suy yếu các nước khác, Nga là kể cả Việt Nam vậy thôi, không đúng ý là coi như lắc đầu. Còn Trung Quốc này là coi như cứ a đầu vào chơi, nhưng cuối cùng là ông phải lợi cơ, thằng nào chơi ông là chỉ có lỗ hoặc là phá sản thì tới chơi. Bây giờ mà coi như là chết đến đít rồi, coi như là bắt đầu là nó đang rút ruột của Trung Quốc ra rồi. Xưa nay nó đầu tư là coi như nó mông má rồi nó ấy lên cho nó mấy chục năm để phát triển bầm. Bây giờ nó rút ra là coi như là tỏa lọa luôn, chứ đừng có đùa. Ông lúc đấy ông lo mà ông đỡ cho 1.5 tỷ người có ăn là được rồi. Bây giờ rút là coi như Trung Quốc là thấy choáng váng luôn, không phải đùa đâu. Cũng giống như kiểu như Việt Nam mà Trung Quốc mà rút hết tất cả các trong cái gì kinh tế của Việt Nam mà nó thuộc dính lên Trung Quốc mà rút là phải thua. Cho nên là Việt Nam mình chúng ta là tương đối vững, chứ hiện nay Thái Lan cũng là chao đảo này, Campuchia bây giờ cũng chao đảo này, Philippines thì càng chao đảo này, nó hết đi Myanmar thì thôi rồi lựa bơi, còn Bangladesh thì coi thăng thiên rồi. Đấy, tất cái cụm này đấy, châu Á Thái Bình Dương mà quá quan trọng luôn. Trong khi đó ông Indo là rất là cứng, bây giờ chơi với Nga thôi. Mã Lai này cũng là một cái ông Hồi giáo, hai ông Hồi giáo lớn của châu Á, của Đông Nam Á này, thích chơi với Putin rồi. Singapore thì bây giờ này tôi là gốc Trung Quốc là nhiều, nói chung tôi cũng không chơi với ai hết, ai tôi cũng chơi hết, cứ mang tiền đến đây. Cái trung tâm coi như tài chính thế giới trước là Hồng Kông, bây giờ là coi như đánh bảo nó thuộc về Trung Quốc rồi thì đưa hết về đây cho tớ. Tớ phát triển về du lịch, tớ phát triển về công nghệ, tớ phát triển trung tâm tài chính, tất cả các thứ là coi như nó giàu, cảng biển nọ kia thương mại chúng ta nói rồi. Nó chơi thế thôi, chứ còn bây giờ cứ chả việc gì nó phải chơi với Mỹ hay Trung Quốc hay chơi bất cứ ai, cứ thế thôi. Việt Nam chúng ta thì bây giờ là coi như cũng chưa cất cánh, coi như là bay cao được, tương tự là cũng cất cánh rồi nhưng mà chưa bay cao, chưa thành con hổ châu Á được, không thể như là Seoul Hàn Quốc, không thể như Đài Bắc Đài Loan, không thể như Singapore hoặc là Hồng Kông. Bây giờ là muốn là Việt Nam là bây giờ thôi, không thành hổ được thì thành rộc thì anh bay đi, bay nhanh vào, chứ còn bây giờ là như phải sánh vai các cường quốc năm châu đi thôi chứ.
Thế bây giờ chúng ta lại về cái xó 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 Ukraine này tí này. Xó này là rác của thế giới, là bây giờ nó đang ném đến đây, nó vứt ở đây. Mấy ngày hôm rồi chúng ta nói Teron, Teron là rác, đựng rác. Hôm nay thì có một cái khẩu súng chỗ Makovka đây, thì chúng ta biết đây là cái mỏm Bramica. Thì hôm trước là tôi nói là kiểu gì, kiểu bắt đầu nó tương tác với nhau, là bắt đầu ông này đánh lên 6 cái làng, lên Uspenovka đây. Đấy. Đấy. Konstantinovka đang đánh lên, Buleda chuẩn bị đánh lên, thì ông này hôm nay cũng bắt đầu khởi sự, hôm trước tôi nói rồi, đấy cái đường này đánh lên đây này. Đấy. Đấy. Đâu rồi, Pakrovsk đâu rồi, cái chỗ nào đông đông là anh rồi. Đấy. Thì bây giờ bắt đầu khởi sự, thì cái chỗ này là cái chỗ là tây nam của Donetsk đây, tức là cực của tây và cực nam của Donetsk. Thì bây giờ cái lớn nhất đó là đây, là chưa giải phóng là đây. Đấy. Thì chúng ta điểm danh lại, nó có Pakrovsk. Các bạn cứ nghe theo đúng tôi phát âm là chuẩn Nga luôn đấy các bạn nhá. Chứ Porop là không có đúng đâu. Các bạn nghe các đài Nga là nói Pakrovsk. Hôm trước tôi cũng đã bày cái cách phát âm rồi. Cứ có rất nhiều chữ O thì cái đằng nào là cái trọng âm thì nó gọi là O thôi. Còn không phải cái trọng âm, tức là cái điểm nhấn của nó. Thí dụ như chúng ta gọi là cá là khác, mà là cà là khác. Cả là khác. Thì cái trọng âm nó là nằm cái dấu ở cái dấu. Thì chữ Pakrov đây thì nó là cái dấu nó nằm chữ ô ô thứ nhì. À, ô thứ nhì thì nó gọi là rốt, còn không phải cái trọng âm nó nằm ở đấy thì nó gọi là a, đằng sau thì nó gọi là ơ. À, có ba chữ ô thì nó a ô ơ, cứ thế thôi. Đấy, các bạn nếu mà tìm cái chỗ nào mà nó có bốn cái chữ là coi như là ô thì nó sẽ là a ô ơ, nhưng còn nó có hai chữ ô thì nó gọi là a ô, tức là pa cro. Thì không có kết, không có két, không có prop gì đây. Thì đây là cái chỗ này chúng ta thấy cả Kramatorsk, Slavyan, Druzhba và Pakrovsk. Tiếp theo thì cái khu vực này thì chúng ta thấy có Torez, đây là cái mảng thứ hai này, có Torez và Konstantinovka. Ông này cũng rất to, nhưng mà mấy ông toàn là dân dân rồi, thế này cũng có trung tâm kinh tế làm ăn thôi. Còn ông cha xuất gia thì nó ông thuộc thuộc cái đám Siverts này các bạn nhé. Đây này này, này. Đánh cha xuất gia này, Sivet này, còn đám trên này nữa, Sivet thì nó thuộc thuộc luôn cái này luôn rồi. Đấy, cái bây giờ phải giải quyết cái chỗ này rồi. Thì sau khi Pakrov xong cái tất cả đây nó sẽ sụp đổ. Thì bây giờ cái chỗ mà cái ông tận cùng đấy ông cũng phải làm luôn này. Đấy, đấy bây giờ cái khẩu súng. Chúng ta tưởng tượng thế là cho nó nhanh. Còn cái ông này đây thì ông Vulina cũng lo làm tôi cái ông này, cái ngoài này, cái ông này ngoài của cái vòng này rồi nhé các bạn này. Sát vào là nó ngoài này, đấy thấy chưa? Các bạn thấy nó đã ngoài. Chứ hôm trước là tôi vẽ là coi như là có cái là tôi có ý của tôi đấy, nhưng mà nhiều khi là các bạn cứ nghĩ là tôi vẽ cho nó vui thôi. Đấy, tôi hồi đấy tôi vẽ này phải chiếm chỗ này trước này, là nó ngoài cái vùng này đấy các bạn. Đấy thì bây giờ sắp xong rồi này, bây giờ đã chiếm được như thế này rồi này, đấy, thêm đây nữa này, đấy thêm đây nữa này, đấy. Và còn bây giờ các chỗ xanh xanh đây thì bắt đầu lại súng đỏ đây nữa là sẽ chiếm cái chỗ này, chứ không phải tôi vẽ cho vui đâu các bạn. Tôi vẽ là tôi bởi vì tôi hiểu các cái vấn đề địa lý này, địa chính trị ở đây là tôi biết. Đấy, và cái tác chiến mà tôi cũng biết một tí, cho nên là tôi nghĩ là đánh như vậy. Và tôi nói là sẽ đánh xuống đây này, đây là cái Tuskurina này và Uskryansk và Lipsitsky này. Cái chỗ này là tí là chúng ta thấy là Nga đang đánh hướng này. Đấy, nó có cái ý của cả nó cả, chứ chứ còn nhiều khi là cứ thấy cứ nói biết nói cái gì. Đây, Kurakove này cũng thế này. Trong cái đám này Nga cũng lại phải phân loại ra, chứ không phải là coi như là đánh cùng một lúc được mà cả đống này đâu. Bây giờ cái Vodiana này, Vuleda đây, đây nó có một cái đường cao tốc từ Marinka xuống Vuleda. Thì bây giờ Nga làm lượm cái chỗ này. Lượm chỗ này rồi. Cái chỗ này hôm qua mà tôi nói là nó trước đây nó đánh xuống Novoronezh đấy, đó, đây, ông lượm chỗ này thôi cả. Còn cái chỗ này thì vòng 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 Krasnogorovka đây, cái chỗ Nevesky túi pháo túi đạn đây. Thì bây giờ Kurakove đây là cái hồ đây, thì không tôi rất hay vẽ là như vậy đấy, đấy. Lượm tiếp cái chỗ này thôi cả. Đấy, tôi hay vẽ là như thế này, rồi các bạn xem nó có đúng thế không? À. Rồi cái ông này đánh được chưa? Hôm nay bắt đầu mò lên, là mấy ngày nay lâu quá, ngủ lâu quá. Uresne và Stromayerska, ông đánh lên đi, cứ mạnh dạn lên, cứ đánh lên, ông đánh lên đâu cũng được, đều là đất đồ nhát cả. Không thì anh đánh vào và hỗ trợ trong Florida đánh được này, không thì anh đánh anh vào hỗ trợ vào cái chỗ Mekurakova này, rồi anh nhập luôn với cái đám này là đám
gọi là Uspenska này, thì tất cả đây thì là đều rập rịch cả. Thì hôm nay chỗ này cũng đánh gọi như 6 cái làng đấy các bạn, 6 cái làng mà 100.000 quân năm ngoái này, từ ngày 4 tháng 7, tôi nhớ mang máng là một ngày 4 tháng 7 thì là bắt đầu đánh này. Thì bây giờ chúng ta vào chỗ này các bạn nha. Chúng ta cứ quy nạp như thế là chúng ta nhìn, chúng ta thể thấy nó rõ đó. Đây cái chỗ này xuống Mariupol đây, cái chỗ vu hồi đấy là cái Vuleda là nó tập trung ghê lắm, để nó cắt xuống đây là cho nhanh này. Nhưng chúng ta biết là bây giờ chỗ Tanarok của bên Nga đây, nó làm cái đường sắt qua đây Mariupol, Berdyansk, Melitopol rồi lên Tomsk rồi lên lên tất cả các hướng trên này rồi, rồi bắt đầu đi lên đây lên Kherson, đi vào Crimea. Crimea thì cũng có đường sắt từ bên này qua, nhưng mà lỡ nó đánh cái cầu Crimea này thì còn có cái đường gọi là đường này, cho nên nhiều khi Nga cũng nói gọi là xin lỗi, cũng nổ phát là bây giờ đánh cả Crimea, mày đánh Crimea tao chẳng án, ý nói là cái đường sắt này. Đó. Thế thì nó cũng liên quan đến cái chỗ Vuleda này, cho nên Vuleda này là Nga đánh nhiều lần lắm rồi mà cũng được, bây giờ biết nó cũng thành phố ma rồi, thành phố nó cũng chỉ là cho tàn thôi, nhưng mà nó còn ẩn nấp đây. Và qua đây phải đánh, tôi nói là xin lỗi, hôm trước tôi nói là chủ nhật là phải lấy được, nhưng mà hôm nay thứ bảy rồi mà chưa đâu vào đâu này, là chưa được, là phải binh mấy anh chỉ huy ở cái khu vực này. Thì hôm qua chúng ta thấy đánh đây rồi, hôm nay thì tiếp tục cái thủ chủ Pavlovka này đánh lên này, và Shevchenko đánh lên. Thì cái chỗ này thì đang là khởi sắc, thì chúng ta phân tích mấy ngày nay, tức là Nga phải lấy kiểu gì lấy, là coi như cũng phải là lấy cho bằng được ông này. Ông này thì ngon rồi, tại vì cái pháo đài của nó đây này, cái pháo vàng vàng đây là Nga đã qua rồi, bây giờ đánh đến phía đông rồi. Ngoài ra là coi như ông còn một cánh khác là lo cái ông xa hơn nữa cơ. Trong trường hợp mày chạy về đây tao cũng bục luôn, đúng phải là đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy về cũng chết, mà đánh cũng chết. Chạy về đây thì Nga đã tính hết rồi, mà ở đây thì không phải là Nga cánh quân nào đây, nó chỉ có một số nhóm thôi, chắc là chính xác. Và chủ yếu UAV, coi như là soi thằng nào chạy về là đập. Còn Vuleda hôm nay là bắt đầu đúng là quả thật cánh quân bên này đang tiến xuống, cánh quân chỗ này đang tiến lên. Cái đường này mà có thể đến với cái cũng là cao tốc đây, thì coi như cắt rồi, chỗ này chúng ta sát vào đây thì chúng ta đường nó nằm trong vùng đỏ rồi. Đánh lên, ông này cũng lo cái chuyện trên này, lo đại sự đi, chứ còn cái này nó rác rưởi rồi, kiểu gì nó cũng là coi như phải lo. Còn ở đây thì chúng ta biết đây có mỏ than thì ở chỗ này sẽ là đục độ này, mỏ than rất lớn, mà có hầm ngầm, có lẽ có cả NATO rồi, mà NATO ở đây làm gì, bưng bô sao mà ở đây làm gì, giờ này mà còn ở đây. Vuleda tôi cho chủ nhật phải ra đi này, Voriana chủ nhật, chậm nhất là chủ nhật ra đi này, Antonovka tức là xong Konstantinovka rồi, bây giờ phải lên Antonovka thì cũng đang đánh. Hôm nay nó bỏ bom ở cái phía mắt của cái Konstantinovka đây. Đây, cái chỗ này. Đây, cái chỗ này là bị bỏ bom này các bạn nhá. Thì chúng ta biết ở đây là nó có khu vực mình nó đang chạy rồi, cái chỗ này có cái cầu rất là huyết mạch, thì Nga trước này phá rồi, nhưng mà bây giờ để lại dùng lại. Nó xây lại là quân Nga đi. Thì đây khu vực này. Thì chúng ta thấy là cái màu trắng này, đó. Nó hết đường rồi, chứ xưa nay là cái đường là nó còn cách đường, nên bây giờ cái đường nằm trong nó rồi này, này sát vào đây là cái đường này, Nga ra đây được cái mà đấy, chứ trước đây là còn nằm né cái đường, như bữa nay là đường của anh rồi, trên không đánh xuống được, dưới không lên được, có thì là có Nga thôi, mau đó. Còn cái chỗ này sao chi chít thế này, Pakarov ở đây cơ mà sao cứ lo đánh như này. Thì hôm trước chúng tôi nói rồi, khi mà Pakarov nó là xu thế, nó là không thể đảo ngược được, thì cũng chả cần phải tất cả phải dồn về đấy. Chúng nó đã bị lừa rồi. Đấy, chúng nó lừa Nga mà cuối cùng là Nga bị lừa lại chúng nó. Tưởng đâu Pakarov này là coi như Nga sẽ kéo hết về đây để đánh bằng được cái gọi là coi như nó gọi là căn cứ quân sự lớn nhất của Donetsk đây. Coi như bỏ cút rồi, bỏ các nơi khác, trà sốt ra hoặc là dưới Kherson, Zaporizhia này về đây. Nhưng cuối cùng là bây giờ nó ngã ngựa ra là thôi thua rồi, thua thật rồi. Và này mất cả chi lẫn trải rồi. Cho nên là cái chuyện này đánh là đương nhiên rồi, được chi chít đánh ở Việt Nam này. Là một cái mảng này. Cái mảng này, lúc nãy chúng ta vẽ vẽ đây rồi này. Hôm nay, giải phóng Karoka.
cái chỗ này giải phóng là không phải đơn giản đấy, cái chỗ này nó vẽ này chưa đúng đâu, giải phóng luôn đây rồi đấy. Giải phóng đây là đương nhiên rồi đấy, cái đập hôm trước chúng ta nói đây, cái chỗ Uman nó chạy về đây rồi đây bị đập đây, tiếp tục khu vực này điểm danh luôn đấy, cái này tôi nói là trong 1-2 ngày đây thì được, cũng là hoàn thành nhiệm vụ rồi, khen có lời khen. Còn Sinopka này thì Nga đã lấy phía Bắc, tại vì cái này nó có con sông các bạn nhé, đây con sông này, này, này sông này đấy. Sông này nó cũng nhỏ thôi, sông này nó có nhiều cây nhiều rừng này đó, sông đấy, chính vì vậy thế cho nên là Nga lấy được phía Bắc đấy, lấy phía Bắc rồi liên cư liên địa với ông Karukka này đấy, Karukka. Còn cái ông này thì nó không có liên quan gì đến sông, sông nó chỉ chảy tới đây thôi, chấm hết. Bắt đầu anh chạy lòng vòng xuống dưới này thì coi như anh này nó lại dính về phía bắc của cái anh trên này, anh này anh trên bắc của sông anh lấy rồi. Thì cái chỗ này nó có đụng độ nhau một chút nhưng mà không sao cả, bởi vì nó có cái pháo đài. Cái vàng vàng đây là chính là pháo đài của Ukraine. Hôm nọ tôi có nói nếu mà lấy được Membrik thì không khéo Nga sẽ đánh xuống Lysychka rồi Ukrainska, và thậm chí tôi chỉ tới là coi như là Skorina này cơ. Thì hôm nay là đánh thật, không có nói nữa mà bây giờ đánh thật luôn. Đây là xong rồi, ông này xong rồi, ông này phía Bắc xong rồi. Bắt đầu là đánh theo cái hướng này. Mấy cái pháo đài này mà kể vô chứ bây giờ đó gọi là thổi là bay rồi. Bắt đầu đánh tới đây và sẽ đi đánh tới đây. Đánh tới đây sẽ gặp cái này. Cho nên là Nga bây giờ là chiếm cái Taron này. Cái Taron này hôm trước chúng tôi nói rồi, nó là nếu mà nó chưa khai thác thì nó gọi là bỏ than. Còn nó khai thác rồi thì nó thành là cái bãi rác. Đấy, thì ở đây thông thường nó nằm ở các cái đô thị bãi rác to thì nó là điểm cao, thì nếu mà Nga mà đứng được cái điểm cao này thì sẽ đánh xuống cái chỗ này nó nhanh hơn. Đấy. Đấy. Thì cái vòng đấy tôi vẽ thì lúc mà tôi ra tôi vẽ là các bạn thấy rõ rồi. Đấy. Cho nên bây giờ chúng ta sát vào thì chúng ta thấy như vậy thôi. Đấy. Thì đây nó là Taron này, đây chúng ta thấy nó cũng có một cái đô thị ở đây, cho nên là đây nó gọi là Ukrainska. Ukrainska cũng được các bạn nha. Đây là Ukrainska này. Còn đây là Lysychka hay Lysychka cũng được. Đây sẽ đi đánh xuống như này. Như vậy là cái chỗ này nếu mà Nga mà lấy được chỗ này là coi như nó xong luôn cái ô mà hôm trước mà tôi vẽ tròn tròn này. Đấy là xong cái ô đấy. Thế Membrik thì xong rồi, thì còn Selidove thì hôm nay là bắt đầu đó có pháo kích. Đấy, bắt đầu pháo kích là Nga đang sực lại ở giữa. Hiện nay thực tế Selidove này thì Nga đã chiếm được một nửa rồi, à, lên tới đây rồi, nhưng mà cái khu vực này là nó là xám thì chính xác hơn, nó đang ném bom Nga ở khu vực này. Chứ nếu mà Nga mà lấy xong cái Selidove này, nó là thị xã này chứ không phải thị trấn nào lớn này. Thì xong rồi là cái đường thẳng này mà lên thôi, thẳng lên Pokrovsk rồi. Đấy. Đường của anh đi thẳng lên. Còn cái chỗ này thì Nga cũng nhích được một tí thôi, chúng ta thấy cái đường sắt. Thì cái chỗ khu vực này thì chúng ta biết là Novogradovka đây, thì bây giờ nó đã nhập vào với đỏ rồi cho nên chúng ta không nhận ra, nhưng mà thực tế nó là đang tiến lên phía bắc, tiếp tục tiến lên phía bắc sau khi đã lấy được hai cái Taron này. À, hai cái Taron này đã đỏ rồi, mà khi mà đã Taron rồi là cứ để cứ pháo pháo lên đồi cao mà nã thôi. À, từ đây mà pháo chỉ cần 9 cây 10 cây là nã thôi. Và cái điểm tiệm gần gần nhất hiện nay Pokrovsk là còn 4,9 km, cho là 5 cây. Và hôm trước thì chúng tôi có nói là Nga có một cái nhóm quân thế nào đó lại đã đang đóng đô phía nam của Minograd, và đây chúng ta nói là cái đền trình muốn vào Pokrovsk là phải đi qua cái đền này. Giải phóng ông này xong thì coi như ông này giống như bị chặt tay này, bị chặt cánh tay này, dưới này lên ông chặt cánh tay bên này nữa, coi như là hết. Cho nên là hiện nay là Promin là đang tiến tới, Maskovska đang tiến tới, và Minograd này nếu nhanh thì là hết tuần này, cho là hết tuần này đây, đang đánh rất tốt cái khu vực này. Rồi chúng ta qua chỗ đây Torep, xin lỗi là New York, xin lỗi New York. Thì bây giờ chúng ta trước là chúng ta thấy là cái đánh sang hướng tây này, trước đây Oleksandr Ropin là đánh lên này mà đánh không được, thế bây giờ phải nhờ cái ông New York này xong rồi. Lấy luôn toàn bộ cái vàng này rồi, đã bắt đầu đánh sang phía tây. Bây giờ đánh sang phía tây thì chúng ta thấy là hôm trước tôi nói có 4 cái làng này. Đánh sang 4 cái tây, xin lỗi, đã đánh sang hết 4 cái làng này thì ra cái đường này. Thôi đường này thì rông thẳng lên Constantinopka rồi, sướng nha. Đây, Constantinopka đây. Đấy là việc của ông.
Đấy là việc của ông New York nha. Cái chiến lược của ông, vị trí chiến lược của ông là vì vì thế đấy. Ông làm đi, bây giờ được rồi thì bây giờ ông lấy lại hết bốn làng này, có lấy được không? Được. New York lấy được mà cái này và làm gì? Rồi lấy được thì ông lên trên này. Còn cái phần ông Torres này cái là cái chuyện của ông Pitnitschner và ông Drusba. Đây ông Drusba đây này coi như cũng này hơi chậm nhưng mà cũng có bước tiến. Pitnitschner cũng có bước tiến. Được vào nhà tù chưa? Chưa vào nhà tù các bạn nhé, nhà tù đây này. Nó vẫn đang nằm ngoài. Nga bây giờ đang tôi đang nuôi chúng nó trong này các bạn. Âm cung trong này chúng nó bốn bức tường mà. Cứ để nó cứ các cổng phía ngoài là quân ta là được rồi, cho nó nằm trong này, cho một quả bom vào đây là coi xong, chả việc gì phải đi đấu đá bắn súng dẫm lá cả cho để mà một chín một mười, thằng chín một mười mất chín mình mất mười làm gì. Tôi đã rồi này, tôi đã đây rất gần đấy, giao nhiệm vụ cho hai ông đây gọng kìm đây. Đấy, ông New York, mà cái hồi đấy là lấy xong cái vàng này là để mà quắp vào cái ông New York, bây giờ quắp xong rồi, bây giờ ông quắp vào cái Torres tôi cả. Bây giờ quắp vào đây thì ông đang tiệm cận tới cái đường này. Đường này. Có vào trung tâm không? Vào trung tâm. Có. Ông này vào đường này. Vào trung tâm không? Có vào trung tâm. Các hai cánh quân này. Tức là hai gọng kìm này. Ông vào ông lượm Torres tôi cả. Torres này thì tuần này không xong thì phải tuần sau. Xong rồi cái là bắt đầu cái đường này lại lại cũng lại thăm nhau lên Constantinopca. À. Đấy. Kiểu gì cũng đến Constantinopca. Constantinopca đây nó có cái đền Trình đây, nó ngã tư đây, nó có cái ngã ga rất lớn. Rồi trong này là hôm trước là Blinken mà lúc mà đến mà chúng ta xuất ra xong là nó bắn vào cái siêu thị của người Nga, xong nó bảo là Nga dã man quá đấy, xong nó la lối lên, nhưng mà thực tế là Ukraine bắn đấy. Constantinopca này nó chỉ có thua cái Kramatorsk rồi thôi, nói về độ lớn. Đấy, chúng ta đây Kramatorsk này dễ sợ. Là xong thôi. Thế là bây giờ là cái nhiệm vụ ở phía dưới này là các ông là cái một là Pakrovsky, ông này cứ lo Torres và tất cả là coi như dồn hết về Konstantinovka thì Kramatorsk là bị đe dọa. Lúc đấy chúng ta sẽ thấy cái bung sung nó lên từ chỗ si vét này. Đấy. Cái ông si vét này là coi như là cũng đang cái đánh đấm xung quanh như này. Đấy, cái chỗ này, cái chỗ Ferrokamianska, rồi cái chỗ này là Vinka, cái chỗ này chậm chậm nhưng mà nó sẽ nổi lên cùng một lúc. Cái chỗ này cũng bé tí tẹo này thôi cũng được đấy. Ông một phần là ông lên cái chỗ Presne thôi, một phần ông ra Fedorovka thôi đấy. Thì cái chỗ trên này thì hôm trước là Nga cũng đã dập dành đây rồi nhưng mà chắc là thấy ổn rồi cho nên là cứ giả vờ im đấy. Còn cha xuất gia đâu rồi, thầy cha xuất gia này thì cũng cũng có ok, xin đỡ quên. Đây thì các bạn nào mà lâu rồi thì các bạn biết là tôi hồi xưa tôi đánh số đây là khu phố 1, tức là nằm bên kia kênh đào. Khu phố 2 nằm bên này kênh đào, 3 cũng nằm bên này kênh đào, 4 là dưới, 5 là trên, 5 khu phố. Thì bây giờ cái khu phố 1 thì lấy được lâu rồi, khu phố 2 thì bây giờ Nga đã lấy được hầu như là coi như là cũng được một nửa đấy. Mà ngày hôm nay không hiểu tại sao mà bom nổ nhiều thế ở cái khu phố 3 này. À. Mà tôi nói nếu mà đánh đánh khu phố 3 này sướng nhất. À. Đánh khu phố 3 này là tự nhiên là xong. Bởi vì sao? Bởi vì là nó thế này. Đây khu phố 2. Đây khu phố 3 nối nhau, nối chứ thằng này cũng nối qua cái một đây nữa này. Rồi khu phố 4 Bạch Tuộc qua này cũng nằm ngoằng này. Khu phố 5 thế đánh xong ông này rồi thì còn ba ông này tự nhiên nó rơi ra ba ông là ba ba rách ba đời rồi. Anh nào mà chơi binh sập sám biết rồi, ba rách ba đời thì đây hôm nay bom này mạnh nhiều lắm, còn hậu quả hiệu hệ quả thế nào thì chúng ta chờ thôi. Rồi bây giờ chúng ta gửi cha xuất gia. Anh cha xuất gia này cũng đang chờ mấy cái anh này nhé. Tại anh cha xuất gia này gần Karamatong nhất này. Anh Sivet này gần Karamatong nhất này. Đấy. Rồi cái chỗ trên này nó cũng gần Karamatong hơn này. Đấy. Thì nhưng mà chỗ này thì hôm nay chỗ đây là Nevsky. Chỗ gần Tarani đấy. Đây Nevsky này này. Đấy, đánh đây cũng chả đánh gì đâu. Thôi tí chỗ này làm chi. Đây này hôm nay đánh ở đây là các khu vực này. Chúng ta đánh chỗ này thì đang dâng ra. Thì nếu mà view ra thì ở đây là thấy toàn ruộng không thì có cái gì đâu. Đấy, có mỗi cái đường ở ngoài này thì nó dân nó sống ven đường này thôi, chỉ cái chỗ này lượm bỏ túi rất dễ. Tôi nói này Nevesca dễ hơn là cái Tari. Tari nó còn chuồn này, nó còn chạy chuồn chuồn qua bên này này. Đấy, qua bên này nó có một cái đập này. Đấy, có một cái cầu này. Đó. Chứ còn ông Nevesca thì ông nằm hoàn toàn nó nằm ở phía đâu rồi. Đây thì ông nằm hoàn toàn ở phía bên này rồi.
và cái sông sông Osco ngoài này. Còn ở trên này thì nó cái chỗ chỗ này Tabaka nó vớ vẩn thôi chứ nó cũng không đúng đâu. Cái chỗ này là nó tấn công, nó không có đúng, nó đẩy lùi lâu rồi, đúng là văng cái khẩu súng này đi rồi. Nga bữa nay là hôm qua tôi nói rồi, sẽ không, có thể là sẽ không dùng bộ binh đánh vào 5-6 cái làng này đâu. Rải thảm, rải thảm tất cả, bởi vì hiện nay chưa có quân Nga nào đây, cứ bom, cứ dã vào, cứ thế nhá. Ở dưới chỗ Stelmakhovka này nữa này, cũng là Nga cũng đang đánh nhau ở đây một chút, chưa giải phóng rồi. Tôi mới liếc liếc một số kênh nói là cái này giải phóng rồi, không có đúng đâu. Còn Shinkovka thì giải phóng rồi, này là có này. Đó. Cái chỗ này là nói xin lỗi là các bạn là cũng bản giao qua, nó giống như Thái Lan là cứ lúc thì năm nay là của chính phủ này, sang năm của chính phủ khác này, thì cái ông này cũng đổi nhau 10 lần rồi. Đấy, không biết lần này có giữ được lâu không, nhiều khi tôi cũng nhầm đấy. Tôi bảo lần này thì mà quả chắc rồi, nhưng mà thì cuối cùng nó lại chiếm lại, thì hôm nay thì lại chiếm được rồi. Thì nó sẽ mở toang cánh cửa tới Petropavlovka. Mà mở toang Petropavlovka thì có nghĩa là cái lại là cái nền tình này đi vào Kupian này. Cứ muốn vào Kupian thì qua anh này. Đấy. Anh cũng ngã ba, anh cũng quan trọng. Anh là ngã tư đâu không phải ngã ba đâu các bạn nhé. Nếu các bạn nào theo dõi lâu rồi các bạn biết ở đây nó còn còn đường. Đây nó không có vẽ, nó nhỏ hơn. Đấy. Nó vào đổ chỗ Aurelian này. Đây là một con đường. Đây là hai con đường. Đây là ba con đường. Đây là bốn con đường. Đấy, nó cũng trung tâm lớn, ngã tư đấy. Cho nên là qua được cái đền trình này đấy, thì cái ông Ukubia này sẽ đi này. Thì cái này nó phụ thuộc vào tình hình. Mà tôi nghĩ là Nga đang chờ lệnh rồi. Thì chúng ta biết là cái khu vực này Nga rất là đông, có chữ Z đâu đó. Đây, chữ Z rồi này các bạn này. Rất đông, lực lượng Nga đấy. Rất đông ở khu vực này. À, Lasso một cái khi sau khi mà bỏ bom vào các cái làng ven sông Osco này là đại quân bắt đầu tiến sang lấy bỏ túi cái này nha. Còn chỗ Vovcha này thì chúng ta thấy là hiện nay cái tình hình nó bên bên Ukraine nó cũng đang la toáng lên, là coi như là nó tấn công dữ dội vào Vovcha và Nga đang rút chạy được, coi như về Kursk thì nói phép không có đúng. Ở đây nó chỉ có chỗ này chỗ Tikha, nếu các bạn nào nhớ cái Tikha nó gần cái Taron, gần cái núi chứ không phải Taron. Chỗ này là nó, đây là Tikha đây này, đây các bạn này, đó. Còn đây cái núi này, núi chứ không phải Taron, là nó khác, Taron tròn tròn này. Đấy thì nó cũng đánh đấm ở đây, vớ vẩn thôi, phọt phẹt, chả làm gì. Nhưng mà nó cũng rống lên là to lắm. Còn Kursk, đây, vết sẹo. Bây giờ mình, chúng ta nói lại là coi như cái chỗ này là rõ ràng là cái gì, nếu mà phương Tây nó nhảy vào đây, có Mỹ, có Anh, có Pháp, có Ba Lan gì vào đây, có NATO vào đây, thì có phải là NATO đang xâm chiếm nước Nga không? Đấy, nếu mà nhận thức được như vậy thì là phải là không thể chấp nhận được cái này. Đấy, bây giờ là rõ ràng bị xâm lược đấy, từ cái hồi Napoleon trước đây, sau đó đến phát xít Đức là coi như là vào, thế bây giờ là NATO vào chứ không phải, đừng có nói Ukraine, đừng có nói mấy thằng lính vớ vẩn, mấy thằng mất sức chiến đấu gần chết đấy thì nói làm chi? Đây là NATO đang tấn công vào nước Nga đây, chứ không phải là đông tiến nữa. Không phải là coi như phá cái đám sở chủ nghĩa rồi, phá rã cái Liên Xô rồi, là đây là đang phá nước Nga đấy chứ đâu nữa, rã nước Nga ra đây chứ còn đâu nữa. Nó đang tính là rã nước Nga ra làm năm chủ thể đấy, mà chúng nó chia nhau chia phần rồi, thằng nào phần nào phần nào phần nào ở đâu là chúng nó chiếm rồi đấy. Thì đây là đang phương Tây đang tấn công vào nước Nga rồi, thì không có đông tiến tây tiến, không có là coi như là càng ngày càng lấn về phía đông nữa. Bây giờ nó rõ ràng nó bước chân vào rồi, Nga phải giải quyết vụ này. Kursk hôm nay thì nó chỉ có một số cái vấn đề này thì chúng ta chỉ thảo luận một chút. Cái riêng khu vực Kursk thì chúng ta cứ nói theo hai cái hướng, là hai cái quận, tức là quận Karanevo và cái quận Surzhan. Tức là quận Koronovetsky thì ở cái sườn Karanevo thì lực lượng vũ trang Ukraine cũng vẫn tiếp tục tấn công trong khu vực Tropinsky và Krasnoarkhangelsk. Nhưng mà đã bị đẩy lui và rút lui với tổn thất rất là cao. Theo của nguồn tin của Ukraine thì lực lượng vũ trang của Nga đã có thể đánh bật các lực lượng Ukraine khỏi vùng phía đông của Koronevo. Và Ukraine đã cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ này có nó rất là nhiều lần, rất là nhiều ngày. Nhưng mà gần như là chỉ trong số đó chỉ có một lần là thành công thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì vẫn lại tiếp tục là đã bị đẩy ra. Như chúng ta biết là khu này thì nó đã Nga đã kiểm soát cũng đã tương đối lâu rồi, mấy ngày rồi.
Còn chỗ Krasnoyarsk thì là Komarovka thì cũng như vậy. Chúng cũng đang cố gắng đột phá về phía Tây, tức là vào cái quận của Kurovsky, của Kursk, nhưng mà cho đến nay thì chưa có lần nào đột phá thành công cả. Còn phía quận Surzhansky đấy, thì giao tranh vẫn ác liệt tiếp tục tại cái khu vực Malaya Lokina ở phía bắc đây, Nachev, Ruski Prochny và Ruska Kodoperka, tức là phía đông bắc của quận này. Còn Martinovka thì tuy là Ukraine đang chiếm giữ nhưng mà luôn luôn là bị động, hay nói cách khác là ai đang kiểm soát nó cũng đều bị nghi ngờ cả. Vậy thôi, chỉ còn một số các cái lực lượng của Ukraine và các cái blogger quân sự của quân đội Nga cũng đang đẩy lùi, nói rằng là đang đẩy lùi các cuộc tấn công tại các khu định cư, đặc biệt là Mariupol. Giao tranh hiện nay vẫn đang ác liệt ở cái quận Surzhansky, và chỉ trong vài ngày thì riêng tại Martinovka thì có thể nói là đã 13 cái đơn vị tăng thiết giáp của Ukraine đã bị phá hủy. Có thể nói là có những cái nhóm quân, tức là ở đây nó đi theo từng nhóm theo các xe, thì thậm chí có 10 nhóm là 15, 17 người mà chỉ còn 3 người. Và một trong những cái người còn sống đó thì người ta nói rằng là tình hình nó rất là nghiêm trọng, và tất cả những gì báo chí nói về Ukraine ở khu vực Kursk là không có đúng sự thật. Hiện nay chúng tôi đang chịu tổn thất rất là nghiêm trọng, và đặc biệt là không có đạn, không có tiếp tế. Thì Kursk thì chúng ta chỉ có dành vài lời như vậy thôi. Vậy thôi, tôi cũng xin kết thúc cái chương trình hôm nay ở đây. À, có một cái thông tin này nữa. Bây giờ ngồi sướng lên, hôm nay rảnh rảnh ngay cho nên là ngồi nói chuyện với các bạn tí. Tại Bruxelles, tức là cái hang ổ của cái đám NATO và EU, trung tâm của NATO cũng ở đây mà trung tâm của EU cũng ở đây. Thì hôm nay cái Bộ trưởng Quốc phòng của EU, tức là của Liên minh châu Âu, ra tuyên bố là không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây đánh vào lãnh thổ Nga. Nga có vẻ mừng, nhưng mà bọn này nói không tin được. Nó nói như thế là sắp rồi đấy. Nhưng mà ta cứ hiểu theo cái nghĩa tích cực đi. Thế thì tốt. Vâng ạ. Còn cho phép hay không thì tùy từng nước. Tức là đứng tập thể là không, là không, không, không cho phép. Thế ông Đức cũng thích, ông cứ cho bơm vào cho ông đánh. Ông Anh, Pháp thì đấy thích là cứ bơm vũ khí vào cho Ukraine, đó, vũ khí của các ông, cho chúng nó đánh. Chứ còn bây giờ danh chính ngôn thuận là Liên minh châu Âu không cho phép. Tức là tập thể không cho phép, đồng minh không cho phép. Mà tùy từng quốc gia quyết, tự chịu trách nhiệm. Thực tế là EU đâu có quân đội đâu, nó không có quân đội. Đấy, cho nên là nó không có quân đội thì là làm sao mà đánh vào một thằng mà đánh vào những thằng khác được. Tôi lấy ví dụ như Ireland này. Ireland là một cái nước là nó không nằm trong NATO nhưng nó lại nằm trong EU. Đấy, thì nếu mà EU thì bây giờ là tự nhiên là bây giờ đánh EU là đánh Ireland này cũng không được. Cho nên là nó nói là có ý đó, tức là tập thể của EU là không chấp nhận lấy vũ khí đánh. Mà thông thường như bọn này nói là tôi mệt lắm, bọn này nó nói ngược hết đấy. Đấy, thì là cái Ireland là tự nhiên là không phải đầu phải tai là không có được. Đấy, cho nên là ông Đức ông đưa thì phải chịu. Mà Đức là đang nói rồi, bắt đầu dằn mặt rồi đấy, dằn mặt cái vụ dẫn khí đốt rồi đấy. Bây giờ còn Anh ở Pháp, Anh thì hôm trước là có một cái hồi khuya tôi nói rồi, ông này chỉ là coi thứ nhất là cắn trộm, thứ hai là hùa cũng lùa lùa mấy cái thằng này. Nó bảo Mỹ mới còn phải sợ Anh, còn phải nghe Anh, bố biết ông ngoại ông nội chúng nó làm bên này hết rồi. Mỹ mới có được 200 mấy chục năm, 100 năm, 200 mấy chục năm chứ mấy, mà trước đây là toàn Anh, rồi về sau rồi đánh đuổi cái quân thực dân Anh ra, rồi bắt đầu rồi nội chiến nội chiến hoàng nhạc đấy, rồi mới ra nước Mỹ. Cho nên bây giờ là bố là Anh, Israel là tiền bạc là coi như là của Israel, còn cái đầu là để của thằng Anh, còn người nô lệ thì lấy của châu Phi. Thì cộng với bọn da trắng này thì nó ra cái da màu, ra cái dân lai thì chứ có gì đâu. Đấy, thì cái tình hình cũng có một cái mấy cái đây. Thì thứ bảy chủ nhật này thì chắc cũng rảnh nên sẽ có nhiều cái video hay cho các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và cũng như thường lệ thì cũng mong các bạn like và comment cho nhiều để cho nó vui. Các bạn like thì tôi nói đi nói lại là các bạn cũng không có mất nhiều, không mất cái gì mà không có mất nhiều thời gian. Các bạn tích xem xong tích một cái là xong. Thế nhiều bạn này nói là coi như là bây giờ muốn like nhiều thì không được hay như thế nào đấy. Thì nếu mà không được các bạn cứ like cho những người giúp mạnh cũng được.
cái thả tin hoặc là bấm cái ngón tay chỉ lên trời cho những người mà người ta comment bên cạnh này, xung quanh này cũng được, thì cũng là tăng tăng cái lượng like này các bạn nhé, nên nó sẽ rất có lợi cho kênh. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn vui vẻ, bye bye.